thứ bảy, ngày 25 tháng 2. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu đáp: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Vị lương y Giêsu. Trong một bài giảng, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ rằng: Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài, mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người. Trong bài tin mừng, sau khi kêu gọi ông Lê-vi bước theo mình, Đức Giêsu đã đến nhà ông và dùng bữa với những người tội lỗi. Những người Pha-ri-siêu đã lẩm bẩm trách các môn đệ: Sao các ông lại ăn uống với người thu thuế và kẻ tội lỗi? Đức Giêsu mượn những lời trách móc này để mặc khải ý định của người đến thế gian, đó là kêu gọi và chữa lành người tội lỗi. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Người đến không phải để luận tội, nhưng để cứu con người khỏi cảnh nô lệ của tội. Người chẳng vui gì khi thấy con người phạm tội, nhưng sẽ vui mừng khi thấy một người tội lỗi sám hối ăn năn. Lạy Chúa, xin dạy con biết học nơi Chúa cái nhìn khoan dung và không thành kiến, để con biết đón nhận tất cả mọi anh chị em, kể cả những người tội lỗi. Amen.